Rồi, trại bò giống Tiền Giang xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 cô chú anh chị. Thì em xin giới thiệu với cô chú một cái lô bò bên em nha. Thì bò ba b có nè, kem có, bò lỡ có, bò cái gì cũng có nha. Cô chú anh chị nào cần bò thì cứ liên hệ với số điện thoại 0378 224 523. Trại của em ở ấp Phú Hương C nha, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì mọi chi tiết thì cô chú anh chị muốn ở xa mà không có tới trại xem được thì cứ gọi Zalo cho em sẽ quay trực tiếp lại những cái con mà cô chú anh chị ưng ý á. Thì em quay kỹ lại cho cô chú anh chị xem ấy. Còn cái cô chú anh chị nào muốn tới trại xem ấy, thì cứ alo em sẽ hướng dẫn đường cho đi. Trại của em gần ngã ba Trung Lương, rồi đầu đường cao tốc Lương Phú nè, rồi chợ Thanh Bình đó, chợ Thanh Bình lên em cũng gần nha, chứ không có xa. Rồi cũng không làm mất thời gian cô chú anh chị, em sẽ quay sơ qua cái lô bộ của em bên em thôi, rồi em sẽ báo giá cho cô chú anh chị nha. Đó, em quay sơ qua một vòng rồi em sẽ báo giá cho cô chú anh chị. Thì bò hôm nay cũng rẻ cô chú anh chị ơi, nó con nào cũng nấy ú ú mập mập đó. Con này em giao rồi nè, con này đánh dấu giao rồi nè. Đó. Đây. Rồi, chúng ta bắt đầu vào video, em sẽ báo giá hết từng con nha. Đó, bữa nay em quay hơi chậm chậm cho cô chú anh chị dễ xem nha. Đó. Hôm nay trên đây với anh đây thì cái con ở đây. Đó, cái con đầu tiên là giá nó 11 triệu rưỡi. 6 tháng mấy bò nha, 6 tháng rưỡi bò. Xương sóc cũng to nha. Đích thưa không có bung dữ nhưng mà dai thì dai hở à, dai hở lưng đôi à, đích thì chưa có bung dữ nha. Giá có 11.500.000. Bò lớn nha cô chú anh chị, nó cao 1m1 bò. Rồi đây có cái con này là cao 1m nè, đeo đo ngay chỗ thấp nhất thì nó là 1m01 phân, chứ còn đeo đo là sao gu sau cái lưng giò sau cái gù sao đây thì nó 1m08 bò, chỗ thấp nhất là móc 1m01 phân nha. Con này thì nó cũng 5 tháng rưỡi bò, xương sóc cũng to nè cô chú anh chị đó. Mà phen đó. Thì giá này nó chỉ có 10.500.000 đó, 10.500.000 nha. Lưng dai nè đó, bác biết không, bò đẹp giá mềm. Rồi kế bên đây là có cái lô là cái lô bốn con này thì em ra hết một con rồi, nó một cái con đây nè. Đó thì khách cũng ở gần sớm này, gần sớm hôm rồi đợt rồi bắt của em ba con rồi, nay thấy bò rẻ quá mới lên chạy lên bắt thêm con nữa. Nói rồi thôi nay tranh thủ bò đang rẻ thôi bắt, tại vì lúc trước mình bò mình bán 4 mấy triệu con đi, bây giờ mà cái thời điểm bò bò giống thì nó tới 20 mấy triệu một con lần bò con á, thì mình nuôi á là mình bán được khoảng 40 mấy triệu, 42 43 có, nó là thời điểm đó. Còn bây giờ thì giá bò thịt bây giờ thời điểm kia mình bán 42 43, bây giờ mình bán khoảng 36 37 triệu cô chú anh chị đó. 36 37 triệu thì bây giờ mình cứ tính đi, ngày xưa con bò con 20 mấy triệu, bây giờ bà con bò con bây giờ nó rẻ hơn con bò giống con lúc trước 10 triệu một con đó, thì bây giờ 22 triệu ngày xưa 22 triệu một con, bây giờ nó chỉ còn 12 13 triệu. Nó rẻ hơn 10 triệu thì bây giờ mình bán 36 37 triệu cũng có lời, nó có tính ra nó cũng y vậy à. Cho nên là cô chú anh chị đừng ngại chỗ đó, nói mình tính đi, mình phải tính lại. Chứ có người ta nói ủa sao hồi đó bán bò 40 mấy triệu giờ bán có ba mấy,
thì vẫn còn bò con ấy, giá nó rẻ hơn cả 10 triệu thì nó cũng như vậy à, nó cũng như nuôi nó cũng y như đó, vẫn có lời nha cô chú anh chị đó. Rồi thôi cũng không là mất thời gian không nói vòng. Đây ba con nha, ba con đó, ba con này gia đồng giá 12 triệu 500 ngàn, thì mấy con này là cao mét mốt bò nha cô chú anh chị, cao mét mốt bò đó, xương sống cũng to nha, xương sống cũng ăn uống mạnh bạo, lưng dài này. Còn thứ nhất nha, cái lô này cái lô 12 triệu 500 nè, mịn bò đã không, giá trời em bán đây giá đây rất là mềm rồi, em tại vì xe tải nhà rồi em đi gom em giao luôn, cho nên là em lấy công em làm lời cô chú anh chị là bán cạnh tranh mà, cạnh tranh với nhiều lái quá, bây giờ thì mình bán mình sẽ chịu cực, mình đi bắt vậy mình mới bán rẻ hơn ta, mình mới bán nhanh được, chứ bây giờ lái chạy nhiều mình đâu có đâu phải mình muốn bán sao mình bán, mình ngồi ở nhà mình mua bò lái nhỏ mình gom về là bây giờ là bán không có lợi ai đâu đó. Giờ đích thân đi chịu cực đi đi mò đi mẫm trong vùng sâu vùng xa rồi bắt thì bò nó sẽ cái giá thành nó sẽ rẻ hơn so với mấy lái khác thì mình mới bán lẻ hơn ta thôi. Lái rất là nhiều cho mình đâu phải mình muốn bán sao mình bán. Rồi ba con này nha, nó con chạng cô chú anh chị, nó cũng 1m1 bò nha, lưng dai thì em quay rồi đó, rất là mập ú luôn á. Rồi giá nó 12 triệu 500 nha, 12 triệu 500 ngàn ba con này nha. Rồi cái con này em giao rồi. Rồi kế bên đây em có hai con, hai con ba bê đen hơi nhích tiện chút. Cái con này nó cao 1m1 có hơn nha cô chú anh chị. Cái con này thì nó lớn bò nhưng mà lông nó hơi cứng cứng lông một chút xíu đó, thì hôm nay con bò này em để cho cô chú anh chị giá 13 triệu thôi đó. Cô chú anh chị nào hôm rồi em báo 13 năm thì giờ bán rẻ cho cô chú anh chị dễ bắt luôn, 13 triệu nha. Đó. Con bò này thì nó 6 tháng mấy cùng 7 tháng bò có hơn nha cô chú anh chị, xương sống rồi cũng rất là to. Hôm nay em quay chậm chậm cho cô chú anh chị dễ xem nha. Đó. Con này giá nó chỉ có 13 triệu nè, 13 triệu mập lúc nè. Rồi kế bên đây nữa nè, con này thì con pin lực nha. Con này nó thì 7 tháng có hơn, con bò này thì 7 tháng có hơn nha cô chú anh chị, xương sóc nè, bò rất là lớn. Quay chậm từ từ chứ dễ coi, nhằm khi bò đông quá rồi em quay hơi nhanh, có cô chú anh chị cũng kêu quay từ từ mới dễ coi, quay nhanh quá coi không kỹ. Thì cô chú anh chị nào cứ coi sơ coi về đi, ví dụ mà cái con nào mà mình ưng rồi á thì có gì gọi lại em đó. Rồi cái em này á là nó cao cứng 1m1 7 tháng mấy bò, thì cái em này giá nó chỉ có 14 triệu thôi nha cô chú anh chị, giá rất là yêu thương luôn, 14 triệu nè, bò lực pin hết nói. Rồi kế bên nữa là kêu con bò mấy con, bốn con kem nữa nha, bốn con kem. Đây cái con này là cái con kem đầu tiên nha, xương sóc con to lưng dài cũng được lắm, lưng dài mập lúc luôn nha, lê gì đầy nhóc à, không có lú xương xuống sống gì nha. Rồi đầu cũng đầu trụi nữa nè. Rồi cái em này giá nó yêu thương lắm, 11 triệu 500 ngàn cô chú anh chị, nó cao cũng 1m1 bò nha cô chú anh chị, nó con này 6 tháng rưỡi bò nè, xương sóc đã ghê không, xương đứng thẳng xương móng sò. Rồi giá con này nó có 11 triệu 500, thì cô chú anh chị nào cần cứ alo nha, trại bò giống Tiền Giang, số điện thoại 0378224523, ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, gần chợ Phú Kiết, gần đường Rắc Làng, ngay đi hết đường Rắc Làng sẽ đụng trại nha.
Chợ Phú Kiết đi vô đường đất làng hay là vô mộ Âu Yên Lân á, gì cũng vô em được nha. Rồi kế bên đây là con kem kế theo luôn nha. Con này thì nó cũng vậy, nó cũng cao 1m1, bò nó cũng 6 tháng rưỡi bò nha cô chú anh chị, xương sóc cũng to nè. Đó, rồi em này giá nó 12 triệu 500 ngàn. 12 triệu 500 nha. Con này thì mập mà lông thì nó cũng hơi cứng cứng, nhưng mà đều tới chừng tầm 10 tháng mười mấy tháng là nó sẽ rụng lông bớt qua cái lông sữa lông máu này nha. Rồi kế nữa con kem kế tiếp luôn nha. Cái cặp này là 25 triệu nè, cái con này 12 triệu rưỡi luôn nè. Xương sống rất là to nha, nó cao cũng 1m1, bò lưng dai hở hết nha. Rồi 12 triệu 500 nha cô chú anh chị. Rồi kế bên đây là con kem trắng, con kem trắng giấy nha. Con này thì nó dài đòn, mình ống dài đòn. Con này nó dài biện biện nha. Giá con này nó con này nó cũng 7 tháng, cứng 7 tháng nha cô chú anh chị. Xương sóc to, con này cao hơn 1m1, có hơn 1m1 nha. Rồi em này giá nó 13 triệu, cô chú anh chị nào cần cứ liên hệ nha. Về thòn lòn luôn. Rồi mấy bên đây là mấy con bò được lở nè. Đây là con sám trâu nha cô chú anh chị. Con sám trâu này thì nó cũng 11 12 tháng bò rồi. Bò lớn, bò lở lớn nha. Con này mập lắm nha cô chú anh chị, bò lở lớn rồi. Con này trăm mấy chuột rồi. Thì em này giá nó chỉ có 20 triệu, cô chú anh chị nào cần cứ alo nha. 20 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi kế bên đây nữa là một con ba bê nha. Ba bê này giá nó chỉ có 18 triệu thôi nè. Nó cao, quên nó báo con này nó cao, cái con này nó cao 1m2 mấy nè. Con này thì nó cao một cỡ 1m2 à, con này thì nó thấp hơn cái con này một chút, tại con bò này lỡ lớn mặt hết biết không, quay cái đầu mặt bò đúng chuẩn ha. Rồi con này thì giá nó 18 triệu nha cô chú anh chị, nó 3B cao 1m2 à. Rồi với con kem nữa giá cũng 18 luôn. Cái con này thì nó cũng tuổi bò hết, 12 tháng bò hết nha cô chú anh chị. Ba con trầu chuồng nè, 12 tháng bò hết, nhưng mà hai con này thì giá nó rẻ hơn. Rồi kế bên đây nữa cái con bò kem, con này là con kem bướm nha cô chú anh chị, kem bướm nè. Thịnh hài hơi hết biết không, con nó lỡ nha. Con này thì tầm 10 tháng nha cô chú anh chị, 9 tháng mấy 10 tháng á. Xương sóc thì to lắm, xương khỏi bàn luôn nè, vàng xương hết nói không. 15 triệu 500 ngàn. Đó, lưng dai nè, lưng dai hở nha, nó 15 triệu 500 thôi, quá im. Con bò 9-10 tháng giá chỉ có 15 triệu 500 thôi. Bò lỡ lớn nha cô chú anh chị, hình bò đẹp ghê không? Chỉ có 15 triệu 500 nha. Rồi kế bên đây nữa con bò này lỡ nhưng mà lớn rồi, nhưng mà con này có 11 tháng có, mà hình nó không có đẹp lắm, nhưng mà lưng dai thì là cũng lê nè, lê đầy nhóc phải không, nó lưng dai dai hở luôn nè. Đó, lưng lê cũng ngon lắm con bò này, nhưng mà cái đít chưa có bung dữ, giá chỉ có 15 triệu thôi. Đó, con bò này có 11 tháng có. Để cho coi lại cái lê nè, về cua cái lê luôn nè, thấy không, dài trên nó hở nè, đó chứ không phải không hở đâu đó, nhưng mà cái đít thì về tạm thời bây giờ chưa có bung dữ nên giá chỉ có 15 triệu thôi.
Rồi, kéo bên này con này là 14 triệu. Con sắm trâu nha, 14 triệu. Được sắm trâu. Con này thì nó cũng dạng 8 tháng mấy bò nha, 8 tháng cái 8 tháng mấy nè. 14 triệu. Ở đây là lô bò cái. Cô chú anh chị nào cần bò là cái thịt cái nuôi gì thì điện em. Đây con cái 3B nè. Rồi, ở đây là con bò xin nha. Bò này bò nuôi nha cô chú anh chị. Con cái xin. Đường sóc to, đít khu ngon lành. Đây là con cái xin nha. Đó, con cái xin. Cái tích nghiêm chỉnh, móng. Xin khú luôn, xin khú luôn nha. Tuyệt vời chưa? Cái tích ngay luôn nè. Con này thì nó cao khoảng 1m2 bò có trên này. Bò này bò cũng lớn bò rồi, gần gieo tươi gieo cái này về chắc là cũng nếu mà dưỡng dưỡng chừng vài tháng nữa vô tinh. Đây bò tơ mà. Đây bò tơ nha cô chú anh chị. Thì có gì thì cô chú anh chị nào cần cứ liên hệ em. Đây có một cái cọp nữa nè. Đó, một cái cọp nữa nha. Đó, một cái cọp. Cái tích nghiêm chỉnh. Rồi, hai cái kem nữa nè. Đó. Hai cái kem nữa nha. Rồi. Hai cái kem. Rồi, bộ mẹ con luôn. Cô chú anh chị nào cần xài bộ mẹ con liên hệ em nha. Đó, con này mới đẻ lứa thứ hai nha. Cái con nó chạy đâu mất tiêu rồi. Con đó là con đực nha cô chú anh chị. Con này là cái con siêu đỏ, nhưng mà siêu đỏ này nó có sừng. Đó, mới đẻ ra con đực nay chắc được nửa tháng. Chạy lông nhông nó đâu mất tiêu rồi. Em kiếm con đực em quay cho cô chú anh chị xem. Được con nó chạy đâu mất tiêu rồi, cái lông nhông đi chơi đâu mất tiêu rồi. Đẻ này sinh con bò này, con bò đẻ bò con này nửa tháng rồi. Bò đực con đây, trời ơi chú, bò đực con đẹp lắm, lưng dài luôn, nửa tháng, lưng dài đã rồi không, vậy là biết hình rồi, vậy là thấy hình dữ rồi, hình như chưa được nửa tháng 10 bữa, đầu đã không, đầu trụi kem nè. Rồi cô chú anh chị nào cần bò gì cứ liên hệ nha, trại bò giống Tiền Giang nha, đủ đủ loại đủ giá hết. Rồi em sẽ quay sơ qua cho cô chú anh chị xem lại cái nữa em sẽ kết thúc video nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều trong năm qua đã tin tưởng và ủng hộ bên trại em nha. Sang năm mới thì chúc chú anh chị chăn nuôi thuận buồm xuôi gió nha, làm ăn phát tài. Thì năm nay thì giá bò nó tụt đột ngột quá, cho nên là cái lúc trước cái bò giống nó còn mắc, cho nên là giá bò tụt đột ngột. Bây giờ năm nay thì chắc cô chú anh chị nuôi chắc cũng không có lời nhiều, nhưng mà sang năm là sẽ ổn nha, tại vì giá bò con giờ nó rẻ rồi. Sang năm thì nhất định là giá có thể là tốt hơn nữa nha cô chú anh chị. Rồi, chúc cô chú anh chị làm ăn phát tài. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Rồi em chào cô chú anh chị.